bước vào giai đoạn cuối năm là lúc mà các con có thể đi chơi, đi du xuân cùng cả nhà. Mình lại thấy khá nhiều mẹ đang lo lắng về sức khỏe của con. Cũng có nhiều mẹ tò mò, không biết sao mà bạn nhỏ nhà mình lúc nào cũng nhanh nhẹn, hoạt bát và tự tin trải nghiệm mỗi ngày. Bí quyết của mình đây nha mọi người, tinh dầu húng chanh Panda. Nổi bật với 4 thành phần là tinh dầu húng chanh, vitamin C, tinh dầu óc chó, đường cỏ ngọt, mang lại một siêu phẩm tăng cường đề kháng, bảo vệ sức khỏe toàn diện. Tinh dầu húng chanh giúp kháng viêm, làm giảm các tổn thương mô trong viêm đường hô hấp, từ đó giúp ngăn ngừa cơn ho khan, sổ mũi, loại bỏ vi khuẩn ở vòng họng, mũi, miệng, làm dịu các cơn đau rát họng, làm lành vùng viêm ở họng, ức chế vi khuẩn, viêm nấm sinh sôi, bảo vệ đường hô hấp. Ngoài ra, sản phẩm này còn có siêu vitamin C, chiết xuất từ quả Acerola Brazil, một trong những loại quả giàu vitamin C nhất thế giới luôn nha mọi người. Đặc biệt, sản phẩm này còn có tinh dầu óc chó, có đặc tính chống viêm, kháng viêm rất là mạnh. Sản phẩm là thực phẩm bổ sung và lành tính, nên dùng được hàng ngày. Nó khá là thơm ngon, dễ uống, nên bé chịu hợp tác lắm đấy ạ. Nhờ sự hợp tác của con và những thành phần tốt trong sản phẩm mà bé nhà mình chẳng hề bị ảnh hưởng quá nhiều bởi môi trường hay thời tiết đâu. Từ khi biết đến tinh dầu húng chanh Panda, bé nhà mình bớt ốm hơn hẳn. Tinh dầu húng chanh Panda chính là giải pháp thiết yếu trong thời điểm gió mùa. Các mẹ nên tham khảo và trải nghiệm cùng con nhé.